rồng trong lễ hội rước đèn bị cháy đầu, cư dân mạng lo lắng điềm báo xấu. Tối ngày 29 tháng 9, tại Tây Ninh diễn ra lễ hội rước đèn, được đầu tư hoành tráng không kém cạnh nơi nào. Tuy nhiên, một sự cố gây tranh cãi đã xảy ra trước sự chứng kiến của hàng trăm người dân đến xem trực tiếp. Cụ thể, trong đoạn clip được một người có mặt tại hiện trường quay lại, thì có thể thấy khung cảnh trong đêm lễ hội cực kỳ náo nhiệt. Một con rồng khổng lồ được hàng chục người của ban tổ chức mang đi diễu hành chào khán giả. Thế nhưng sau đó, đầu rồng bất ngờ bốc cháy khiến cho bầu không khí bị mất đi sự vui vẻ náo nhiệt vốn có, mà thay vào đó là sự kinh ngạc, lo lắng, bất an từ tất cả mọi người. Ngọn lửa thiêu chiếc đầu rồng được tạo ra một cách tỉ mỉ và có đầu tư, khói bốc ra ngày càng nhiều. Nhưng rất may mắn, mọi người đã dùng nước dập lửa kịp thời, đầu rồng chỉ bị cháy xém một phần, chương trình vẫn có thể tiếp tục diễn ra. Ngay thời khắc lửa bị dập tắt hoàn toàn, người dân liền hoan hô thể hiện sự vui mừng và nhẹ nhõm của mình. Đoạn clip sau đó thu hút được sự chú ý của cộng đồng mạng. Bên dưới phần bình luận lập tức xuất hiện những bình luận tiêu cực. Nhiều người cho rằng đầu rồng đột nhiên bốc cháy là điềm xấu, dự đoán tương lai sẽ gặp nhiều tai họa. Tuy nhiên, ý kiến này nhanh chóng bị các bình luận khác bác bỏ, cho rằng mê tín quá mức gây ảnh hưởng đến tâm lý chung. Đơn giản chỉ là do rồng phun lửa mà người điều khiển phần đầu không tính hướng gió chuẩn, nên khi phun dầu, gió thổi ngược gây cháy. Sau đây là một vài bình luận nổi bật bên dưới bài đăng. Đó giờ trời mưa mà năm nay trời không mưa lại còn cháy, chứng tỏ có điểm xấu rồi. Hôm qua vậy mà không mưa, dù bình thường vẫn mưa mà sáng nay vẫn mưa, lạ thật. Nhìn thoáng đi mọi người, hiểm họa được dập tắt trong vòng 30 giây đó thôi. Đồng Nai hỗ trợ các nạn nhân vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng ở Định Quán. Trưa ngày 30 tháng 9, ông Lê Quang Bình, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Đồng Nai, Phó trưởng Ban Thường trực Ban An toàn Giao thông tỉnh cho biết, Sở đã có báo cáo nhanh gửi lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh và Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia về vụ tai nạn nghiêm trọng khiến 4 người chết tại chỗ. Ban An toàn Giao thông tỉnh hỗ trợ gia đình mỗi nạn nhân tử vong 5 triệu đồng trên người, bị thương 3 triệu đồng trên người. 4 nạn nhân tử vong bao gồm tài xế xe 16 chỗ và 3 hành khách trên xe 16 chỗ, ông Bình nói. Liên quan đến vụ tai nạn, Đại tá Trần Anh Sơn, Phó Giám đốc Công an tỉnh cũng hỗ trợ mỗi nạn nhân tử vong và bị thương 1 triệu đồng trên người. Huyện ủy và Ban An toàn Giao thông huyện Định Quán hỗ trợ nạn nhân tử vong 5 triệu đồng trên người, người bị thương 3 triệu trên người. Và Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Đồng Nai hỗ trợ mỗi nạn nhân tử vong và bị thương 1 triệu đồng trên người. Trước đó, lúc 2 giờ 40 phút cùng ngày, Hoàng Văn Tính, 37 tuổi, quê Thừa Thiên Huế, lái xe khách giường nằm 52 chỗ của nhà xe Thành Bưởi chạy trên quốc lộ 20 hướng từ thành phố Hồ Chí Minh đi Lâm Đồng. Khi đi qua địa bàn xã Phú Vinh, huyện Định Quán, Đồng Nai, xe Thành Bưởi vượt trái nhưng không thành. Màn vượt ẩu khiến xe khách Thành Bưởi tông vào đuôi chiếc xe tải đang đi cùng chiều phía trước, rồi mất lái lao sang trái, đâm vào xe khách 16 chỗ, trên xe có 9 người chạy chiều ngược lại. Cú tông trực diện khiến 4 người trên xe 16 chỗ tử vong tại chỗ, 5 người còn lại bị thương nặng được đưa đi cấp cứu. Đến 8 giờ, tài xế xe khách Thành Bưởi đã đến cơ quan công an huyện Định Quán đầu thú. Một trường học phải trả lại phụ huynh hơn 162 triệu đồng vì thu sai. Trường Trung học Cơ sở Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội đưa ra dự kiến mức chi quỹ hội cha mẹ học sinh trường hơn 500 triệu đồng, trong đó nhiều khoản gây thắc mắc. Ủy ban Nhân dân huyện Thanh Trì vừa có văn bản phê bình, hiệu trưởng trường Trung học Cơ sở Tứ Hiệp yêu cầu phải trả lại phụ huynh hơn 162 triệu đồng đã thu sai sau khi nhận được thông tin phản ánh về việc vận động thu quỹ hội cha mẹ học sinh của trường này. Theo hình ảnh chụp bản kế hoạch thu chi kinh phí hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh năm học 2023-2024 tại trường Trung học Cơ sở Tứ Hiệp, thì quỹ này được dự tính chi cho 24 khoản với tổng chi phí dự kiến cho năm học 2023-2024 là khoảng từ 437 đến 518 triệu đồng. Các khoản chi được liệt kê bao gồm hỗ trợ học sinh tập nghi lễ văn nghệ khai giảng, hỗ trợ học sinh tập luyện thi giai điệu tuổi hồng, hỗ trợ tổ chức trung thu cho học sinh, hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, chi bồi dưỡng học sinh tham gia thi thể dục thể thao, thưởng cho các lớp đạt giải lớp học hạnh phúc, hỗ trợ học sinh dịp 20 tháng 10, tri ân các thầy cô giáo 20 tháng 11, tri ân thầy cô Tết Nguyên đán. Trước thông tin này, Ủy ban Nhân dân huyện Thanh Trì đã thành lập đoàn thanh tra liên ngành
bao gồm thanh tra huyện chủ trì cùng phòng giáo dục đào tạo, phòng tài chính kế hoạch, phòng nội vụ, ủy ban nhân dân xã Tứ Hiệp tiến hành kiểm tra xác minh thông tin. Qua làm việc với ban giám hiệu, ban đại diện cha mẹ học sinh, nhà trường và báo cáo xác minh của đoàn thanh tra liên ngành, ủy ban nhân dân huyện nhận thấy do sự phối hợp hướng dẫn của nhà trường với ban đại diện cha mẹ học sinh chưa tốt, dự thảo chi một số hoạt động đưa ra hội nghị xin ý kiến phụ huynh chưa phù hợp với quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, quyết định của thành phố Hà Nội nên chưa nhận được sự đồng thuận 100% phụ huynh. Về phía nhà trường, sau khi có ý kiến phản ánh của phụ huynh, ngày 22 tháng 9 năm 2023, nhà trường đã phối hợp với ban đại diện phụ huynh dừng triển khai và trả lại phụ huynh toàn bộ kinh phí đã vận động của 14 trên 35 lớp với tổng số tiền là 162.040.000 đồng. Đâm trúng bò đi lạc, người đàn ông bị xe tải cán tử vong. Một người đàn ông đi xe máy đã bị một chiếc xe tải cán trúng trên quốc lộ 91 ở Greater Noida, bang Uttar Pradesh, Ấn Độ vào ngày 29 tháng 9. Hình ảnh ghi lại được cho thấy khi đang di chuyển trên con đường đông đúc, người đàn ông đi xe máy đã tông trúng một con bò đi lạc. Cú va chạm xảy ra khiến người này ngã xuống đường. Cùng lúc này, một chiếc xe tải đi tới cán trúng người đàn ông. Vụ việc xảy ra khiến người điều khiển xe máy tử vong tại chỗ. Nạn nhân được xác định là Naruddin, cư dân Mutafabad, Delhi. Toàn bộ diễn biến sự việc đã được camera giám sát ghi lại. Được biết, người đàn ông đang từ nhà vợ trở về. Sau vụ tai nạn, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường và thông báo cho người thân của nạn nhân về vụ tai nạn. Hiện thi thể nạn nhân vẫn chưa được bàn giao cho người thân. Cảnh sát đang tiến hành điều tra vụ tai nạn. Phát hiện bộ xương nghi người mất tích cách đây hơn một năm khi vào rừng tìm trầm. Ngày 30 tháng 9, một bộ xương người vừa được tìm thấy trong một khu rừng thuộc địa phận thôn Mỹ Lâm, xã Hòa Thịnh, huyện Tây Hòa, Phú Yên. Thông tin ban đầu cho biết, trong lúc đi vào rừng, ông Võ Hồng Xuân, sinh năm 1960, trú ở thôn Mỹ Lâm, xã Hòa Thịnh, huyện Tây Hòa, tình cờ phát hiện bộ xương người nêu trên. Cạnh đó có một chiếc ba lô cùng quần áo đã ẩm mục. Ngay sau khi nhận được nguồn tin từ chính quyền và công an địa phương, một tổ công tác của cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Tây Hòa đã tiến hành khám nghiệm hiện trường để tiến hành điều tra. Theo bà Nguyễn Thị Thủy, sinh năm 1960, trú ở thôn Mỹ Lâm, xã Hòa Thịnh, huyện Tây Hòa, nhiều khả năng bộ xương người này là thi thể người anh trai của bà là Nguyễn Thế Xuân, sinh năm 1957, trú ở thôn Mỹ Bình, xã Sơn Thành Đông, huyện Tây Hòa, bị lạc trong khu rừng nêu trên vào đầu tháng 4 năm 2022. Vào thời điểm đó, ông Nguyễn Thế Xuân cùng ba người khác đi vào rừng để lấy hạt đác. Nhưng sau đó người đàn ông này tự tách ra khỏi nhóm và nói rằng chuyển hướng đi tìm trầm hương. Sau chuyến đi đó, ông Xuân mất tích cho đến nay. Gia đình cũng đã lập bàn thờ cúng. Được biết, trước khi giao bộ xương cho gia đình ông Xuân, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Tây Hòa đã thu thập mẫu răng và xương từ bộ xương đã tìm thấy được trong rừng cùng mẫu tóc của người thân để trưng cầu giám định ADN. Phát hiện thêm một ca mắc viêm não Nhật Bản tại Đắk Lắk. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC tỉnh Đắk Lắk vừa ghi nhận một ca mắc bệnh viêm não Nhật Bản. Đây là bệnh thứ tư trên địa bàn tỉnh tính từ đầu năm 2023 đến nay. Bệnh nhân là AT, nam, sinh năm 2018, trú tại xã Ea Giêng, huyện Krông Bắc, tỉnh Đắk Lắk. Theo người nhà bệnh nhân, ngày 22 tháng 9, bệnh nhân xuất hiện triệu chứng sốt không rõ nhiệt độ, đau đầu. Đến ngày 24 tháng 9, người nhà đưa bệnh nhân đi khám tại Trung tâm Y tế huyện Krông Bắc. Cùng ngày, bệnh nhân được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên và được chẩn đoán theo dõi viêm não màng não trên nhiễm trùng huyết. Ngày 27 tháng 9, kết quả xét nghiệm do Viện Vệ sinh Dịch tễ Tây Nguyên xác nhận bệnh nhi dương tính IgM với viêm não Nhật Bản. Hiện tại, bệnh nhân được Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên tiếp tục điều trị tích cực và đã dần ổn định. Ngay sau khi ghi nhận trường hợp bệnh nhân mắc bệnh viêm não Nhật Bản, CDC đã nhanh chóng phối hợp với Trung tâm Y tế huyện Krông Bắc và Trạm Y tế xã Ea Giêng triển khai điều tra, giám sát và thực hiện các biện pháp xử lý môi trường phòng bệnh tại nơi bệnh nhân sinh sống. Viêm não Nhật Bản là bệnh truyền nhiễm cấp tính, lây theo đường máu, do muỗi đốt hút máu động vật nhiễm virus rồi đốt cho người. Bệnh gây nhiễm trùng nghiêm trọng hệ thần kinh trung ương ở trẻ em và người lớn. Đây là một trong những bệnh truyền nhiễm gây nhiều biến chứng nặng nề có thể dẫn đến tử vong. Hiện bệnh chưa có thuốc điều trị đặc hiệu mà chủ yếu là điều trị triệu chứng. Công an vào cuộc vụ học sinh khóc quỳ kiệt sức trước cửa lớp ở Hà Nội. Đoạn clip lan truyền trên mạng ghi lại cảnh học sinh quỳ kiệt sức trước cửa lớp khóc lóc, còn cô giáo túm cổ áo học sinh kéo lê ngay tại trước cửa lớp. Sự việc được xác định xảy ra tại lớp 12D4, trường Trung học Phổ thông Đa Phúc, Sóc Sơn, Hà Nội.
Trong clip, cô giáo có hành động lôi kéo, trong khi nữ sinh khóc lóc ôm chân cô giáo xin tha, đến mức co giật tại chỗ. Mặc dù đã được học sinh trong lớp khuyên ngăn, nhưng cô giáo vẫn lôi lê lết nữ sinh này dưới đất. Lãnh đạo nhà trường xác nhận, có sự việc clip ghi lại hình ảnh giáo viên và học sinh khối 12 tại trường được phát tán trên mạng xã hội. Tuy nhiên, nhà trường cho rằng cô giáo trong clip không đánh mắng hay có mâu thuẫn gì với học sinh. Nhà trường đã nhắc nhở hành vi cư xử với học trò chưa chuẩn mực của cô giáo, liên hệ với phụ huynh học sinh, đồng thời mời cơ quan công an vào cuộc. Sáng ngày 30 tháng 9, bà Trần Thị Thanh Huế, trưởng phòng giáo dục và đào tạo huyện Sóc Sơn cho biết, mặc dù cấp trung học phổ thông thuộc quyền quản lý trực tiếp của Sở Giáo dục và Đào tạo, nhưng do sự việc xảy ra trên địa bàn, đơn vị này đã có trao đổi, phối hợp xử lý và xác minh sự việc. Hiện Ủy ban Nhân dân huyện đã yêu cầu cơ quan công an vào cuộc điều tra, sự việc đúng sai đến đâu, sau khi có kết luận của cơ quan công an, địa phương sẽ có thông tin cụ thể, bà Huế nói. Nam thanh niên chết bất thường sau khi bị công an gọi hỏi điều tra. Người dân qua đường phát hiện một nam thanh niên chết trong tư thế treo cổ tại cầu La Thớ, xã Hồng Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình. Sự việc được phát hiện vào khoảng 17 giờ ngày 29 tháng 9. Nhận được tin báo, chính quyền và công an đã đến hiện trường điều tra. Bước đầu, cơ quan chức năng xác định nạn nhân là D, sinh năm 2005, ở thôn Ròn, xã Hồng Hóa. Theo Ủy ban Nhân dân xã Hồng Hóa, cách đây vài hôm, thanh niên tử vong nêu trên bị công an gọi hỏi, mời làm việc. Vì bị tình nghi, cách đó vài ngày có vào nhà dân trong xóm cậy tủ lấy tiền. Nạn nhân sau đó đã được bàn giao cho gia đình lo hậu sự. Hiện công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân. Nữ sinh lớp 9 bị nhóm bạn đánh hội đồng, lột áo. Ngày 30 tháng 9, trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn clip dài gần 3 phút, ghi lại cảnh một nhóm khoảng 3 nữ sinh liên tục túm tóc táp vào mặt một nữ sinh. Nhóm này thậm chí còn lột hết áo của nạn nhân rồi đánh đập, quay clip và dọa đăng lên Facebook. Trong lúc bị các bạn đánh, nữ sinh bị đánh chỉ đứng khóc và cầu xin các chị tha cho em. Theo thông tin từ Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thanh Chương, Nghệ An, nữ sinh bị đánh trong clip đang học lớp 9 của trường Trung học cơ sở Thành Mỹ, còn ba nữ sinh tham gia đánh và quay clip đến từ nhiều trường khác nhau, bao gồm trường Trung học cơ sở Phong Thịnh, Trung học cơ sở Cát Văn và Trung học cơ sở Thanh Tiên. Sự việc xảy ra vào ngày 27 tháng 9 trên đoạn đường vắng dẫn vào rừng keo ở địa phận xã Thành Đức. Nguyên nhân dẫn đến vụ việc là do mâu thuẫn trên mạng xã hội. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng vào cuộc xác minh làm rõ. Người mua ô tô cũ chờ một tháng để ra biển số. Từ ngày 15 tháng 8, thủ tục thu hồi biển số, cấp mới, đăng ký ô tô cũ mất nhiều thời gian hơn trước. Có xe hơn một tháng vẫn chưa thể ra biển. Hơn một tháng qua, Minh Hùng, quản lý một showroom kinh doanh xe cũ ở thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh cho biết, nhân viên của anh vẫn chưa hoàn tất thủ tục thu hồi biển số chiếc VinFast Fadi để sang tên cho khách ở thành phố Hồ Chí Minh muốn mua. Xe mang biển Bà Rịa Vũng Tàu và thuộc đời chủ thứ hai, trước đó xe của chủ ở Hà Tĩnh. Theo Minh Hùng, nguyên nhân nằm ở chỗ khi cầm hồ sơ gốc chiếc Fadi từ Bà Rịa Vũng Tàu lên thành phố Hồ Chí Minh để làm thủ tục đăng ký xe. Công an nơi đây không chấp thuận phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng đi cùng hồ sơ gốc bằng hình ảnh do phía Công an Bà Rịa Vũng Tàu cấp, Công an Hà Tĩnh gửi. Chưa thể làm thủ tục thu hồi biển số nên xe hiện không bán được cho khách mới. Xe này đã làm công chứng hợp đồng mua bán hơn một tháng nên chủ xe chắc chắn bị phạt hành chính, anh Hùng nói. Tương tự showroom của Hùng, nhiều đại lý kinh doanh xe cũ ở thành phố Hồ Chí Minh cho biết vì vướng mắc giấy tờ, thời gian để hoàn thành thủ tục thu hồi biển số, cấp giấy chứng nhận, cà vẹt xe và biển số mất khoảng 2-3 tuần hoặc hơn một tháng. Khi chưa có thông tư 24, tức việc mua bán xe kèm cả biển số, quá trình rút hồ sơ chuyển quyền sở hữu chỉ mất vài ngày nếu chủ xe cũ và người mua mới cùng tỉnh, thành phố. Nếu mua bán xe ở hai tỉnh khác nhau, thời gian khoảng một tuần. Các chủ showroom kinh doanh xe cũ cho biết, quy định về biển số định danh giúp việc quản lý nhà nước tốt hơn và hoạt động kinh doanh của họ cũng xáo trộn theo, đặc biệt là việc tốn thời gian khi làm thủ tục đăng ký xe cũ, khiến thanh khoản một mẫu xe chậm lại. Đợi mãi nước đã về, ngư dân nhộn nhịp ra đồng đánh bắt, mua bán sản vật. Ngày 30 tháng 9, nhiều ngư dân thượng nguồn sông Tiền, sông Hậu ở vùng biên giới An Giang cho biết nước đã bắt đầu về cao hơn nhiều tuần trước. Họ bắt đầu nhộn nhịp ra đồng đánh bắt, mua bán sản vật mùa nước nổi. Từ tờ mờ sáng, khoảng 3-4 giờ, ở chợ Tha La hay còn gọi là chợ Ma, ấp Cây Trăm, xã Vĩnh Tế, thành phố Châu Đốc, vốn buôn bán hàng ngày, nay càng trở nên nhộn nhịp cảnh người mua kẻ bán. Chợ hoạt động đến 7-8 giờ sáng cùng ngày thì tan.
Các mặt hàng ở đây chủ yếu là các loại thủy sản, được ngư dân đánh bắt ở các vùng ngập nước như xã Thới Sơn, Nhơn Hưng, thị xã Tịnh Biên. Ban ngày, tại vựa thu mua cua ốc ở ấp Bắc Đai, xã Nhân Hội, huyện An Phú, tỉnh An Giang, cách biên giới Campuchia chưa đầy cây số. Trên bờ, hơn chục công nhân đang bốc phát, phân loại, đóng thùng chuẩn bị cung cấp cho các thành phố lớn. Bên dưới bến sông, các vỏ lãi, xuồng máy chở cua ốc đậu tấp nập sau một đêm thu mua của ngư dân đánh bắt ngoài đồng. Ngoài ra, tôm cá cũng được thu mua từ Campuchia, chở sang đậu san sát chờ đưa lên bờ. Chủ vựa cho biết, trung bình mỗi ngày, vựa thu mua trên 50 tấn cua ốc của người dân, trong đó chủ yếu từ Campuchia sang, sau đó chở đi bán cho các mối ở khắp nơi như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh. Ông Trần Văn Khoa, 61 tuổi, ngụ Vĩnh Hội Đông, huyện An Phú cho biết, có mấy chục năm làm nghề đánh bắt cá tôm. Nhưng nhiều năm gần đây, lũ về ngày càng ít, phù sa, tôm cá, rau đồng, bông súng cũng ít hẳn. Thu nhập từ đánh bắt, mua bán sản vật, mùa nước nổi, mỗi ngày ngư dân kiếm được từ vài trăm nghìn đồng đến hơn 1 triệu. Nhưng tùy theo năm, tùy theo con nước đổ về, tôm cá nhiều hay ít, ông nói. Bản tin xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh để không bỏ lỡ những tin tức thú vị mỗi ngày.